Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Giá tôm tăng trở lại, nông dân không còn hàng. Sau nhiều tháng giảm giá mạnh, giá tôm tại các tỉnh thành miền Tây đã bắt đầu tăng 15.000 đến 35.000 đồng trên kg tùy theo kích cỡ. Tuy nhiên, nông dân cũng không còn tôm để bán. Ông Nguyễn Thành Phúc, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang, chủ 4 hectare nuôi tôm thẻ và tôm sú. Cho biết so với khoảng 1 đến 2 tuần trước, giá tôm đã tăng 15.000 đến 35.000 đồng trên kg, nhưng do nghịch mùa nước ngọt nên số lượng nguồn tôm nuôi trong ao rất ít. Dù giá tôm tăng cao, nhưng tại khu vực tôi ở, rất ít hộ có tôm nuôi để bán, ông Phúc nói. Anh Lý Hồng, một đại lý thu mua tôm ở thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, cho hay giá tôm thẻ bắt đầu nhích lên từ giữa tháng 8, với mức tăng 5.000 đến 15.000 đồng trên kg tùy kích cỡ. Trong đó, tôm cỡ 30 con được thương lái mua khoảng 140.000 đồng trên kg cỡ 40 con là 115.000 đồng trên kg, cỡ 50 con là 105.000 đồng trên kg. Ghi nhận tại Cà Mau cho thấy giá tôm thẻ được thương lái thu mua tại đầm 90.000 đồng trên kg. Loại 100 con trên kg và 110.000 đồng trên kg, loại 50 con trên kg, tăng hơn 20.000 đồng trên kg so với trước. Giá tôm sú cũng tăng 10.000 đến 20.000 đồng trên kg tùy kích cỡ. Cụ thể, tôm sú 20 con trên kg được thu mua tại vuông tôm với giá 190.000 đồng trên kg. Tôm sú 40 con trên kg có giá 115.000 đồng trên kg. Ông Nguyễn Văn Trường, huyện Cái Nước, Cà Mau, một trong số ít hộ chuẩn bị thu hoạch tôm, cho biết do đoán được giá tôm sẽ tăng trở lại vào cuối năm khi nhiều người ngừng thả giống nên ông đã thả nuôi mới ngay vào thời điểm giá rất thấp nhất. Thời điểm này tôm của tôi đã đạt được 40 con trên kg và sẽ bán trong nay mai. Với mức giá này, người nuôi tôm sẽ có lãi được khoảng 20%, ông Trường nói. Theo một số thương lái, do giá tôm thể giảm ngay từ đầu năm và lao dốc vào những tháng tiếp theo, thậm chí rớt xuống còn 80.000 đồng trên kg loại 50 con trên kg. Do đó, nhiều người dân hạn chế thả giống khiến tôm nguyên liệu khan hiếm, giá tăng trở lại. Tuy nhiên với việc giá tôm nhích lên, nhiều người nuôi tôm sẽ thả giống trở lại trong thời gian tới. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, trong 9 tháng đầu năm nay, người dân tại địa phương đã thu hoạch gần 110.000 tấn tôm nuôi nước lợ, đạt 90,8% so với kế hoạch, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Huỳnh Ngọc Nhã, giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho biết ngay từ đầu năm, giá tôm thẻ đã bắt đầu giảm và giảm nhanh vào những tháng tiếp theo. Do vậy, nhiều người dân đã không mạo hiểm thả giống. Với giá tôm đã tăng trở lại, người dân sẽ mạnh dạn thả nuôi. Năm nay, Sóc Trăng dự kiến thả nuôi khoảng 51.000 hecta ông Nhã nói. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.